Minh Châu xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn một chương trình ca nhạc online với chủ đề Chuyện tình trong thời chinh chiến, nhằm để cùng nhau ôn lại ít nhiều kỷ niệm vui buồn trong quá khứ của những thế hệ đi trước qua một số ca khúc viết về những người lính chiến của miền Nam từ trước những năm 1975. Cảm ơn nôi và tiếng hát đầu đời, cảm ơn mưa và nắng gió quê tôi, cảm ơn cha đã cho con hạt bụi vò tròn trong bụng mẹ. Mến, trong chương trình này còn có sự góp mặt của một người bạn trẻ đến từ Bến Tre, đó là bạn Leo Minh Trí. Minh Châu xin chào em Minh Trí. Minh Trí thân chào các bạn và chào anh Minh Châu. Như đã giới thiệu ở phần mở đầu, bây giờ Minh Trí thấy chúng ta nên bắt đầu chương trình như thế nào đây? Cũng như tất cả các bạn trẻ khác sinh sau năm 1975, Minh Trí nghĩ rằng mình hoàn toàn không biết gì nhiều về cuộc chiến giữ gìn miền đất phía Nam của miền Nam Việt Nam trước đây, đặc biệt là về những người thanh niên thời đó, họ sống ra sao và suy nghĩ gì về đất nước, về tương lai. Do vậy, chắc là phải nhờ anh Minh Châu kể cho các bạn và Minh Trí nghe ít nhiều về đề tài này rồi. Cảm ơn Minh Trí thật nhiều đã giao cho Minh Châu một công việc thật là trọng đại. Tuy nhiên, ngày đó, Minh Châu cũng còn bé tí xíu nên không biết gì nhiều về cuộc chiến tranh này. Sau này lớn lên, nghe người lớn kể lại, hoặc đọc báo chí hay qua các phương tiện truyền thông khác nhau đã làm cho Minh Châu hiểu được ít nhiều về cuộc chiến đau thương này. Nhưng tất cả những điều đó cũng không đủ để Minh Châu kể lại cho các bạn và Minh Trí nghe được. Thành thử ra, cách tốt nhất để chúng ta tìm hiểu về hình ảnh của những người lính miền Nam là chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức một số ca khúc được sáng tác vào thời điểm đó, vì tất cả những gì xảy ra luôn được các văn nghệ sĩ của miền Nam gửi gắm vào những tác phẩm của họ, mà âm nhạc là một hình thức gần gũi nhất để đưa mọi người đến với nhau, phải không Minh Trí? Đó là một ý tưởng hay, và ca khúc đầu tiên trong chương trình Nhạc Lính, chúng ta sẽ nghe những người lính chiến tâm sự gì với nhau qua một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh với tựa đề Chúng Mình Ba Đứa. Ca khúc này sẽ được trình bày bởi tiếng hát của ba bạn đến từ Việt Nam, đó là Huy Nam, Lê Trung và Minh Trí. Mình có ba người vừa đúng nét đôi người, những chiều mây lưng đồi tầm mắt hướng xa xôi. Ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường, chẳng nhớ nhau nhiều lắm. Người lướt mây trời vui kiếp sống không chung, với một kẻ đi tìm vào sông nước mênh mông. Còn riêng mình tôi vai ba lô về khu chiến, nghe đường dài thế. Yeah.
mình có ba người mà kiếm sống buông trôi, đứa này ở bên trời thì đứa khác ra khơi. Hầm sông lại tan trong giây lát xa không đành, thế mới thương đời mình. Đường phố khuya rồi trên trách bóng trăng sôi, uống cạn hết ly này ghi nhớ mãi đêm nay. Mình ba người tuy không gian chia làm muôn lối, là một thôi. Mình ba người tuy không gian chia làm muôn lối, nhưng là một thôi. Mình ba người tuy không gian chia làm muôn lối, nhưng là một thôi. Ba người bạn trẻ của chúng ta hát ca khúc này thật hay quá phải không các bạn? Ba người bạn lính chiến ở các binh chủng khác nhau, tình cờ gặp lại nhau, hàn huyên trong giây lát, rồi mỗi người lại một phương trời khác nhau với nhiệm vụ của họ mà không biết khi nào mới được hội ngộ lại. Tại sao lại không biết bao giờ được hội ngộ lại vậy anh Minh Châu? Ôi, thật là dễ hiểu thôi Minh Trí ơi, vì chiến tranh mà. Nhất là người lính lại phải xông pha nơi tuyến đầu khói lửa để bảo vệ quê hương, sống chết chỉ trong gang tấc. Do vậy, chẳng ai biết được ngày mai sẽ như thế nào, nhưng không phải vì thế mà họ lại sợ hãi lùi bước. Đúng thế các bạn ạ, à, trong thời chinh chiến đó, không phải chỉ có hình ảnh người lính hiên ngang, sẵn sàng hy sinh thân mình để giữ gìn đất nước, mà tại hậu phương cũng còn có không biết bao nhiêu bà mẹ già, những cô gái, những người thiếu nữ ngày đêm hướng theo bước chân của những người lính chiến nơi biên cương đó. Dù biết rằng chiến tranh sẽ mang đến những sự chia ly, sự ngăn cách, nhưng cho dù sự cách ngăn này có kéo dài đến bao lâu đi nữa, thì những người ở hậu phương vẫn luôn một lòng với người nơi chiến tuyến. Người em gái nơi quê nhà vẫn ngày đêm chờ đợi người trai hùng nơi tuyến lửa trở về trong vinh quang, để cùng nhau tiếp tục xây dựng hạnh phúc, phải không anh Minh Châu? Vâng, đó là hình ảnh tuyệt đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà tất cả chúng ta đều đã biết đến. Và nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân cũng đã diễn tả lại hình ảnh này trong một sáng tác của ông với tựa đề Người tình và quê hương. Bài hát này sẽ được gửi đến các bạn qua tiếng hát của chị La Rango từ Mỹ Quốc. Xin hiểu tình yêu trong thời chiến tranh này, mấy người mơ ước cho trời càng khổ càng đau, thì tình yêu càng sâu khi dắt đưa nhau về bên. Ngăn cách bây giờ cho mai một sum vầy, không thấy thẹn cùng sông núi, vì đời khổ đau anh góp một phần xương máu, đôi cánh tay này chọn cho tình quê. Em đâu hay rằng mẹ quê hôm sớm còn hạt hiu cùng nương săn khoai, em đâu hay rằng đàn trẻ thơ vắng cha cày bừa thay cho người đi, đành lòng sao em nỡ nào nhìn bạn bè nhọc nhằn gian lao, mắt quay đi cho đành. Đành lòng sao em đành lòng sao em, ấm êm gì chỉ mình ta. Xin hiểu lòng nhau, cho dù cách ngăn này có dài lâu đến bao giờ, tình vẫn vàng son, tình này vẫn đẹp tươi như đóa hoa không tàn úa. Ta đón nhau về khi non nước yên bề, sông núi vào hội yêu thương, mình cùng diều nhau đi khắp vùng trời quê hương,
lại ở đây. Ca khúc nghe thật buồn phải không anh Minh Châu và các bạn? Bởi vì chiến tranh thì có bao giờ vui đâu, nhưng những người đi trước thế hệ của anh em mình không phải vì thế mà họ sợ hãi mà trốn chạy đâu. Ngược lại, khi những người lính chiến hành quân trong mưa gió, trong bom đạn, trong gian khổ, họ lại cảm thấy được an ủi, được hạnh phúc với niềm vui đơn giản, vì biết rằng sự hy sinh của họ sẽ đem đến niềm hạnh phúc an bình cho mọi người thân yêu, trong đó có cả chính họ. Và đó cũng là nội dung ca khúc Lời Trần Tình của nhạc sĩ Hàng Châu sẽ được tiếng hát ngọt ngào của anh Trần Tuấn Ngọc từ Sài Gòn một lần nữa sẽ đưa chúng ta sống lại với những suy tư của người lính trẻ nơi tuyến đầu khói lửa của những ngày tháng đau thương trong chiến tranh giữ gìn miền Nam yêu dấu. Ngày tôi vào lính xa nhà nhớ bâng khuâng, ngày tôi ra đơn vì chưa về thăm đường hành quân gió cao mưa lạnh lưng đèo, lời vui chưa nói cạn đời già từ đã vàng. Vì tôi nghiệp lính trên vùng đất hoang xưa, ngày mai ai đâu hiểu những gì đến tình cờ, người đời đang muốn nghe bất ngờ đành vui trên nét mặt như đời chờ ngày mai. Tôi xin ngỏ với người bằng lời vui lời buồn, tôi xin giữ lại cho tôi để đêm đêm phiên gác quên buồn qua điếu thuốc tàn trong khói tòa. Thời gian còn mãi qua điều hát môi em, ngoài kia vang súng nổ vẫn lời ca ngọt mềm, người đời vui cứ vui trong từng hơi thở, chuyện hôm qua trước mặt đưa hồn mình về rồi. Tôi xin ngỏ với người bằng lời vui lời buồn, tôi xin giữ lại cho tôi để đêm đêm phiên gác quên buồn qua điếu thuốc tàn trong khói tòa mịn. Thời gian còn mãi qua điều hát môi em, ngoài kia vang súng nổ vẫn lời ca ngọt mềm, người đời vui cứ vui trong từng hơi thở, chuyện hôm qua trước mặt đưa hồn mình về xuống. Bạn thân mến, càng xa cách nhau, nhất là trong thời gian chinh chiến khói lửa, thì nỗi khao khát được gần gũi bên nhau lại càng ra diết nhất. Bởi đó không có những phương tiện hiện đại để mọi người được liên lạc với nhau như bây giờ. Do vậy, khi người chiến sĩ có được một ngày nghỉ phép, là người đó dù ở xa xôi như thế nào hoặc đường xa có khó khăn ra sao thì cũng không ngăn cản được ước muốn gặp lại người thân yêu. Và dĩ nhiên, bước chân của những người chiến sĩ hiên ngang sông pha nơi xa trường bao nhiêu thì cũng rộn ràng vui bước trên con đường trở về thăm viếng người thân yêu nơi quê nhà bấy nhiêu, dù chỉ là trong giây lát. Vâng, những giây phút ngắn ngủi bên người thân yêu trong thời chiến thật là quý giá, mà bao nhiêu án thơ văn của những người cầm bút đã miêu tả lại trong những tác phẩm của họ. Nhạc sĩ Trúc Phương cũng là một trong những nhạc sĩ có những ca khúc viết về những người lính thật hay, với những giai điệu như những lời ru tha thiết đi sâu vào lòng người. Bây giờ mời các bạn thưởng thức tiếng hát của chị Hoa Trà
từ 30 thuộc qua một ca khúc của nhạc sĩ Trúc Phương với tựa đề 24 giờ phép. Từ xa tôi về phép 24 giờ để tìm thương trong người thương. Chân nghe quen từng viên sỏi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Cửa tâm tư lạ mắt nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lạnh mắt đưa ta đi về nguyên thủy loài người. Mùa yêu khi muốn ngỏ hùng về ngôn ngữ tên làm bằng dấu đôi tay. Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi. Ta đưa ta đến bốn tuyệt vời, đêm là còn lại giấc ngủ cửa tâm tư lạ mắt nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lạnh mắt đưa ta đi về nguyên thủy loài người. Mùa yêu khi muốn ngỏ hùng về ngôn ngữ tên làm bằng dấu đợi sáng đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rủ xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình này còn trong đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Còn trong đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Còn trong đôi mắt đó vì các bạn thân mến, từ bao nhiêu năm qua chúng ta đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu ca khúc viết về những người lính chiến của miền Nam Cộng Hòa. Và đáng tiếc là có những người bạn trẻ sanh ra sau thời chiến khi nghe những ca khúc này cứ ngỡ rằng đó là những bản nhạc viết ra sau năm 1975 hoặc viết về những người lính của miền Bắc. Nhưng thật sự thì không phải là như thế. Do vậy, trước khi thưởng thức tiếp những ca khúc khác, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về quân đội miền Nam Cộng Hòa trước 1975 nhé. Các bạn có biết không, Hiệp định Geneva được ký kết vào năm 1954 tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ để khôi phục nền hòa bình ở Đông Dương. Hiệp định này dẫn đến chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp trên bán đảo Đông Dương. Sau nhiều lần mặc cả, cuối cùng các bên đã đồng thuận việc phân chia Việt Nam thành hai miền với hai chính thể khác nhau, miền Bắc theo phe Cộng sản, miền Nam theo phe tự do. Vĩ tuyến 17 với con sông Bến Hải được chọn làm ranh giới chia cắt hai miền Nam Bắc đau thương. Con sông Bến Hải nằm ở tỉnh Quảng Trị, có chiều dài khoảng 100 cây số, nơi rộng nhất là 200 mét. Trước khi chưa có cầu bắc qua con sông Bến Hải, đoạn sông rộng chưa đầy 100 mét này chỉ có một bến phà. Cầu Hiền Lương đầu tiên được xây dựng vào năm 1928 do phủ Vĩnh Linh huy động nhân dân trong vùng đóng góp công sức. Năm 1943, cầu được nâng cấp thêm một lần nữa. Lúc này xe cơ giới loại nhỏ có thể qua được. Đến năm 1950, do nhu cầu quân sự, Pháp đã cho xây lại cầu bằng bê tông cốt thép dài 162 m, rộng 3,6 m, trọng tải 10 tấn. Cây cầu này được tồn tại 2 năm thì bị du kích Việt Minh đánh sập để ngăn chặn sự tiến công của người Pháp. Vào tháng 5 năm 1952, quân đội Pháp xây lại một chiếc cầu mới gồm 7 nhịp dài 178 m, bằng bê tông cốt thép, sàn được lát bằng gỗ thông, rộng 4 mét, hai bên có thành chắn cao 1,2 mét,
trọng tải tối đa của cầu là 18 tấn. Chiếc cầu này tồn tại được 15 năm, từ năm 1952 đến năm 1967 thì bị bom Mỹ đánh sập. Và để tiếp tục chương trình, bây giờ mời các bạn thưởng thức ca khúc Chiều Mưa Biên Giới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng qua tiếng hát của chị Hương Bình Lưu từ Huế, nơi cũng có một cây cầu nổi tiếng do kiến trúc sư thiết kế tháp Eiffel từ Pháp là Gustav Eiffel thiết kế và trao tặng cho Việt Nam, đã từng bị quân miền Bắc phá sập ít nhất là 2 lần. Chiều mưa biên giới, anh đi về đâu? Sao con đứng ngóng nơi dạng đâu? Kia rừng chiều âm u rớt mướt, chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ. Tình ăn theo đám mê trôi chiều hoa, chẳng còn quyết mấy hoa không tan. Cơ về chiều tung bay cũng vui, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh. Nước Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 bắt đầu từ Quảng Trị cho tới mũi Cà Mau. Về quân đội thì được chia làm 4 vùng. Mỗi vùng chiến thuật có một trung tâm huấn luyện chính như sau. Vùng 1 chiến thuật Bắc Trung Phần, trung tâm huấn luyện quốc gia Đống Đa ở Huế. Vùng 2 chiến thuật Cao Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Phần, trung tâm huấn luyện quốc gia Lam Sơn ở Dục Mỹ, Khánh Hòa. Vùng 3 chiến thuật Miền Đông Nam Phần, trung tâm huấn luyện quốc gia Vạn Kiếp ở Bà Rịa, Phước Tuy. Vùng 4 chiến thuật Miền Tây Nam Phần, trung tâm huấn luyện quốc gia Chi Lăng ở Châu Đốc. Và bước chân của người lính chiến đã xông pha khắp nơi trên 4 vùng chiến thuật đó, mà trong một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương với tiếng hát của bạn Quang Nhật từ Sài Gòn sẽ đưa chúng ta theo chân những người lính chiến oai hùng đó, ca khúc Trên 4 vùng chiến thuật. Tôi thường đi đó đây, buồn đen in dấu dày, lửa thù nó đôi mắt, chân nghe lạ từng khu chiến thuật, áo đường xa không âm gió phương xa, nhìn đêm vắng nhà. Mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mong manh nước, đêm đêm nặng đường ngăn bước thù, áo nhà binh thương linh lính thương quê, vì đời mà đi.
đón thay giặc về làm phấn xanh cây lá, lấy mẹ gió mưa mùa Tây Ninh nắng nung người, mà trần địa thì loáng máu tươi, động tháp vắng bóng hồng tôi yêu ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trần, gặp gỡ trong cơn lốc xưng tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lũ luyên bước bâng khuâng của vạn người thơ. Gió Linh đón thay giặc về làm phấn xanh cây lá, lấy mẹ gió mưa mùa Tây Ninh nắng nung người, mà trần địa thì loáng máu tươi, động tháp vắng bóng hồng tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trần, gặp gỡ trong cơn lốc xưng tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lũ luyên bước bâng khuâng của vạn người thân. Các bạn có biết không, sau khi đất nước phân chia thành hai miền Nam Bắc thì miền Nam Việt Nam Cộng Hòa cho tới năm 1975 có tất cả là 44 tỉnh và trung tâm là thủ đô Sài Gòn, được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Miền Nam trước năm 1975 dù là trong khói lửa nhưng có thể nói là hơn hẳn nhiều quốc gia tại Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan hiện nay, vân vân. Miền Nam được bắt đầu từ tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, kéo dài tới Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, rồi lên cao nguyên như Pleiku, Đắk Lắk, Lâm Đồng và trải dài xuống những tỉnh miền Nam như Bến Tre, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang cho tới tận mũi Cà Mau. Với 44 tỉnh thành rộng lớn bao la, gồm đồi núi cao chập trùng, rừng xanh của miền Trung cùng với những bãi biển bao la tuyệt đẹp hoang sơ trải dài theo chiều dọc của đất nước, từ miền cao nguyên đất đỏ phù trú cho tới đồng bằng Nam Bộ mênh mông phì nhiêu của miền Tây sông nước, những người lính chiến miền Nam ngày đêm phải chiến đấu chống lại quân xâm lăng để giữ gìn bờ cõi và sự an vui cho người dân trong suốt 20 năm dài đầy tăng tóc và thương đau, không phải là một việc dễ dàng, phải không các bạn? Và bây giờ là tiếng hát của chị Thúy Nga từ Áo Quốc trong một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thị Thờ với ca khúc Tôi Nhớ Tên Anh. Tôi viết tên anh trên lá, trên hoa, tôi viết tên anh trong trái tim tôi, tôi viết tên anh trên đá, trên vôi, tôi viết tên anh ngập nghèo đường đi ngàn lối, tôi viết tên anh trên gấm, trên nhung, tôi viết tên anh trên trán, trên tay, tôi viết tên anh trong gió, trong mây, tôi viết tên anh vào lòng biển lớn sông dài. Trời ngày nay đắp xây ngày mai, đem tự do cho người, mang niềm vui cho đời. Anh nơi biên thủy xa vắng muôn màu hoa, không hề nao núng lòng oai hùng nơi chiến trường. Còn nhớ nhung hoài ơi, lớp trời ngày nay đắp xây ngày mai,
màu tím. Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai, tôi nhớ tên anh như nhớ trong ai. Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai, tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung. Đời còn nhớ nhung hoài. Các bạn có biết không, một đặc điểm của xã hội miền Nam vào thời điểm trước những năm 1975 là dù sống trong chiến tranh và nhiều sự phá hoại ở trong lẫn ở ngoài, nhưng xã hội dân sự vẫn được tự do phát triển rất đa dạng. Thí dụ như ngay tại thủ đô Sài Gòn cũng đã có cô nhi viện Dục Anh, cô nhi viện Quách Thị Trang, trại giáo hóa thanh thiếu niên phạm pháp Thủ Đức, viện dưỡng lão Thị Nghè, trung tâm hướng nghiệp Vườn Lại, quán cơm xã hội Anh Vũ, vân vân. Ở những tỉnh thành khác cũng có những hoạt động của nhiều xã hội dân sự tại các nơi đó. Bên cạnh đó còn có những đoàn thể tiêu biểu như Hội đồng Thập tự, Tổ chức Hướng đạo Việt Nam, Trường Bách khoa Bình dân, Nhóm thanh niên phụng sự xã hội, Gia đình Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Thiếu nhi Thanh thể, Phong trào Du ca Việt Nam, Hội thanh niên Thiên chí, vân vân. Đây là một khác biệt lớn giữa hai miền Nam Bắc trong thời gian đất nước chia đôi và xã hội dân sự ở miền Nam được tự do phát triển để phục vụ mọi người. Đó là những điều đáng quý và đáng trân trọng, phải không các bạn? Đáng tiếc, ngày nay, dù đất nước đã liền non sông một dải, nhưng người dân lại không được tự do thành lập những hội đoàn riêng lẻ của mình. Tiếp tục sau đây là tiếng hát của bạn Huỳnh Phương từ sông nước miền Tây với một sáng tác của ca nhạc sĩ Duy Khánh. Xin anh giữ trọn tình quê. Chung vui đêm nay cho tròn tình yêu đương, đem tình quê hương bay tôi về chúng mình đôi đường. Giờ buồn phân kỳ ai lên đường ai vân vương. Mình thương, thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ anh, anh ra đi vì nghe lời buồn quê hương. Nhịp cầu yêu đương bao năm rồi vẫn còn đôi đường. Từ giang cô phường anh lên đường không vấn vương. Hỏi anh bao nhiêu thu rồi, xa xôi quê người mơ ước gì hỡi lòng trai. Sông núi chia buồn, anh ơi anh ơi, trời Nam đau khổ, nhà Việt Nam cánh trở, mẹ Việt Nam nức nở. Mình người Nam muôn thuở giữ trong lòng cho tròn tình quê. Bao nhiêu năm qua chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn, tôi sống âm thầm không nói nên lời nên viết bài ca tặng. Anh ơi cho dù anh đường dài tha hương, biển biển quê hương xin anh còn giữ vẹn câu thề. Dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai ta xa nhau rồi, những tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi. Quê cũ mừng vui ngày mai. Các bạn thấy tiếng hát của Huỳnh Phương có ngọt ngào không? Dĩ nhiên là có rồi, phải không ạ? Mặc dù sống trong chiến tranh, nhưng một thành tựu văn hóa tại Việt Nam là ngành tân nhạc với khoảng 10.000 bài nhạc được ra đời trong khoảng thời gian 1945-1975 mà sau này người ta gọi là nhạc vàng.
các nhạc sĩ thời đó đã viết về đủ thứ đề tài và dĩ nhiên không thiếu những ca khúc viết về tâm tư, vui buồn của người lính chiến hiên ngang. Các bạn thân mến, một người nhạc sĩ quen thuộc của miền Nam xưa kia với nhiều nhạc phẩm viết về thời chiến tranh là nhạc sĩ Mai Châu. Và một trong những tác phẩm thật hay của ông tính đến năm nay vào năm 2017 ra đời được đúng 50 năm. Bài hát diễn tả lại cảnh tiễn đưa của đôi tình nhân thật buồn trong thời chinh chiến. Buồn đến nỗi cảnh vật cũng buồn theo, nhưng với niềm tin vào ngày mai tươi sáng, họ vẫn một lòng chờ đợi nhau. Mời các bạn sống lại mối tình đó qua tiếng hát của chị Miên Thụy từ Hà Lan trong ca khúc Một Người Đi. Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm, mưa thấm ướt vai người, mưa ra buốt con tim. Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu. Ôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân dài. Chính nhân ơi, xin anh chớ buồn. Chính nhân ơi, xin anh chớ buồn. Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ, hứa thương anh tròn. Cộng Hòa được hình thành trong giai đoạn đất nước tạm chia đôi từ năm 1955 cho đến năm 1975 để chống lại cuộc xâm lăng bằng quân sự của khối cộng sản đệ tam quốc tế do Việt Cộng miền Bắc đảm nhận dưới sự viện trợ của quân Liên Xô và Trung Cộng cùng các nước trong khối xã hội chủ nghĩa. Phải nói đây là một cuộc chiến sinh tử của quân đội miền Nam chống lại cuộc xâm lăng của phía Bắc để giữ lại phân nửa gấm vóc giang sơn của tiền nhân. Cảm nhận được thân phận nhược tiểu của đất nước và sự bất hạnh của dân tộc nên người lính miền Nam chấp nhận hy sinh đời trai để làm tròn bổn phận cùng trách nhiệm của một người con đối với đất nước và dân tộc. Họ là những người thanh niên, những người thiếu nữ, những người dân thật bình thường như chúng ta sinh sống tại miền Nam, và khi đất nước lâm nguy thì sẵn sàng cầm súng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ quê hương và hạnh phúc cho muôn người. Nhạc sĩ Song Ngọc và Vọng Châu đã viết lên ca khúc Nó Và Tôi sẽ được anh Lucky Hồ từ Mỹ Quốc gửi đến các bạn sau đây.
tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lặn về. Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong quân trường cam go đã trai tâm hồn lính mới. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chỉ cuộc đời, vì khi nhịp súng vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào được vui. Hôm chia tay hai đứa cùng vui ngồi, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắng vui dù cho vành môi sẽ khô mấy cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy biên thủy, người quen cho biết tình bạn tôi thân mến đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vị tiếc thương. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tình cuối, chán cay đầu mỗi chiều khung chín mưa sụp sùi, nhìn trong lòng dày nén quen xưa nghiêng đổ gãy. Nó đi nhưng còn đây, muôn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người trai nở sương máu không trở về. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Các bạn thân mến, chiến tranh còn có nghĩa là chết chóc, là chia cắt, là đau thương, là mất mát. Có những người trai trẻ như Minh Trí hiện nay phải bỏ ngang những ước mơ trong mái trường đại học để cầm súng bảo vệ quê hương, và ngày hòa bình chưa kịp đến để họ tiếp tục thực hiện những ước mơ xanh thì đã phải bỏ lại một phần thân thể của mình cho cuộc chiến mà họ hoàn toàn không phải là người gây ra cuộc chiến đau thương đó. Không chỉ những người lính mà ngay cả những người thân yêu của họ cũng khó có thể chấp nhận được những sự mất mát đau thương quá to lớn này. Chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và không biết bao giờ sẽ kết thúc. Người ta chỉ mơ ước một ngày được an bình, không có tiếng súng, mơ ước gặp lại người thân yêu. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Câu hỏi đó được trả lời bằng nhiều ý tưởng khác nhau. Anh không về bằng chiến thắng Lê Mè hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Dạ, mà anh trở về khi đã cụt chân, khi đã chết nằm trong hòm gỗ, hay anh về với mảnh đạn đồng đen. Các bạn thân mến, Kỷ Vật Cho Em là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, phổ nhạc theo một bài thơ với tựa đề Để Trả Lời Một Câu Hỏi của Linh Phương. Bài hát ra đời vào năm 1970, trong lúc mà cuộc chiến tranh Việt Nam đang leo thang khốc liệt. Do vậy, bài hát này đã trở thành một bài hát nổi tiếng vào thời điểm đó, vì nó đã mô tả đúng lại những gì đang xảy ra. Và bây giờ là tiếng hát của chị Hoàng Dung từ Mỹ Quốc. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời mai một anh về. Anh trở về có thể bằng chiến thắng Pleymen hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Dạ. Anh trở về
anh chưa về hàng cây nghiêng ngả, anh chưa về có khi là hòm gỗ cài hoa, anh trở về bằng chiếc băng ca trên trực thăng sơn màu tang trắng. Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về. Anh trở về chiều hoang trốn nắng, bóng số buồn liệm kín hồn anh. Anh trở về bờ tóc em xanh, chiếc khăn xô lên đầu vội vã. Anh ơi, em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về. Anh trở về đây kỳ vật viên đạn đồng đen, em sang sông anh cho làm kỷ niệm. Anh trở về, anh trở về trên đôi nạng gỗ. Anh trở về, anh trở về bạn tướng cuộc chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân, bên người yêu tận nguyên trai đá. Em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ, anh trở về sang giờ đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần chăm chối. Anh ơi, em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại. Vừa rồi là tiếng hát của chị Hoàng Dung từ Mỹ Quốc trong một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, Kỷ Vật cho em. Các bạn thân mến, tấm thẻ bài quân nhân dạng thẻ kim loại nhỏ bé không đơn thuần chỉ là công cụ ghi tên tuổi quân nhân, mà với chính phủ nó còn thể hiện trên đó cả một quyết sách quốc gia. Đối với thân nhân, thẻ bài còn được xem như là hài cốt nếu như người lính tử trận mà thân xác không được mang về. Thẻ bài lính Việt Nam Cộng Hòa thì thông tin đơn giản gồm có họ tên, năm nhập ngũ, số quân, loại máu, đôi khi gặp một số thẻ ghi cả quê quán. Và thường khi vào quân đội, mỗi người lính có hai tấm thẻ bài, bởi vì khi tử trận thì một tấm thẻ bài sẽ mang về cho thân nhân, tấm thứ hai để lại trên xác lính để người ta có thể tìm kiếm và nhận dạng ra sau này một cách dễ dàng. Tiếp theo sau đây là tiếng hát của anh Dũng Trần từ Đà Nẵng trong một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng với tựa đề Gõ Cửa. Ca khúc này cũng nói lên một mối tình chưa được trọn vẹn. Người trai cũng phải hy sinh niềm hạnh phúc riêng để lên đường giữ gìn quê hương đất nước, nhưng lòng vẫn hướng về nơi phương xa. Đêm nay ngoài xa mịt mờ, nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy đời vương cả ý thơ. Niềm vui là kiếp sống tung hoành, là chiến đấu cho mình và mong mối tình đẹp xinh. Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm, gác vắng buồn thiêu khung cảnh âm thầm. Em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em phút phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi. Luyến nhớ làm chi sẽ khổ lắm em, đêm lá mùa thu vương đổ bên thềm. Khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân chân, nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng nguyên.
là chiêng đau cho mình và mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cô hương, khoác áo đời trai bên lửa lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dâng thân ngoài súng đạn xa trường. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cô hương, khoác áo đời trai bên lửa lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dâng thân ngoài súng đạn xa trường. Tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dâng thân ngoài súng đạn xa trường. Các bạn có biết không, do nhu cầu về một tấm thẻ có độ bền vật lý đã khiến thẻ bài bằng kim loại ra đời. Những chất liệu bạc, chì, đồng thau đã được sử dụng, nhưng cuối cùng thép không gỉ là sự lựa chọn cuối cùng cho đến ngày nay. Vật liệu này có khả năng chống cháy, chịu lực va chạm và không bị mục khi chôn trong đất. Mẫu của thẻ bài trước kia là hình tròn, hình vuông, hình bầu dục, nhưng sau đó quân đội Mỹ và các nước đồng minh đã thống nhất sử dụng mẫu thẻ ngang 2.9 dài 5.1 cm được bò góc. Bộ thẻ bài hoàn chỉnh bao gồm một dây bi dài khoảng 75 cm, một dây bi ngắn dài tầm 12 cm, hai thẻ bài và bộ rôn cao su đi kèm nhằm tránh tiếng động len keng phát ra khi di chuyển. Người lính thường đeo một thẻ trên cổ và thẻ còn lại đeo dưới giày hoặc ở cổ tay. Nếu người lính không may tử thương ngoài mặt trận mà không thể đem xác về thì đồng đội sẽ lấy một thẻ đem về, còn thẻ kia nhét vào miệng nhằm tạo thuận lợi cho việc nhận diện hài cốt sau này. Với thân nhân của người lính đã mất thì việc tiếp nhận tấm thẻ bài có ý nghĩa như việc nhận hài cốt của người thân. Tiếp tục sau đây là tiếng hát của chị Như Hoa từ Mỹ Quốc với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng, Người Tình Không Chân Dung. Hỡi người chiến sĩ đã để lại cây non sắt trên bờ lau dậy nay. Bây giờ anh ở đâu? Bây giờ anh ở đâu? Còn trên đời này đang sống pha đèo cao dốc thẳm, hay đã về bên kia khung trời miên viễn chia bao? Trên đầu anh cánh nót sắt ngày nào ấm ủ, mộng mơ của anh, mộng mơ của một con người. Nó khác chi mây trời hiền hòa, khác chi bốn mùa êm trôi, có tiếng cười thủy tinh của vài đứa trẻ và hơi ấm vòng tay ôm của một người vợ hiền. Phải thế không anh? Trong cái nón sắt của anh, mặt trời vẫn còn đó ban ngày, và ban đêm mặt trăng hoặc muôn muôn chiều chiều, vì sao vẫn còn đó, tất cả vẫn còn đó, vẫn anh ương vẫn còn gọi tên anh trong mưa rồng.
tên anh nghe như tiếng thở dài của lòng đất mẹ. Dạo tháng ba tên anh lẫn trong tiếng sấm đầu mùa mưa, nghe như tiếng gầm phẫn nộ đến từ cuối trời. Hỡi người chiến sĩ đã đến lại cái non sắt trên bờ lau dậy đây. Các bạn thân mến, người thanh niên tuổi trẻ Việt Nam từ khi bước vào quân trường, khoác vội bộ đồ trần, lưng mang phát ba lô cho tới khi đứng nghiêm với lời tuyên thệ vì quốc phong thân, người tuổi trẻ đã trở thành người lính. Anh trưởng thành hơn trong bóng dáng quê hương. Người lính với chiếc nón sắt xanh đậm tròn tròn như nửa vầng trăng in rõ bóng trên nền trời xanh lơ. Anh đã bước ra, tay ôm súng và chân mang giày trận. Anh dẫm mòn nửa vòng trái đất đi canh giữ cho quê hương. Bắt đầu từ thập niên 60, khi kẻ thù phương Bắc với xe tăng súng cói, với những chủ thuyết ngoại lai, với những xích còng nô lệ đã toan tính nhuộm đỏ quê hương, thì từ đó người lính đã hiện diện trong tuyến đầu lửa đạn. Anh mang vác hành trang chiếc ba lô nặng còng trên để chặn bước quân thù, để bảo vệ miền Nam. Hình ảnh đó sẽ được thể hiện trong một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng với tựa đề Gót Chinh Nhân và tiếng hát của anh Minh Châu từ Áo Quốc. Đêm nay đi giữa cây rừng hoang vu, vang khúc ca tiêu diệt thù, đây treo leo đây ngọn đèn gió hú, rừng cây thêm hoang vu, sương mềm mang xuống bao trùm non xa, quê hương ơi mến yêu thêm đậm đà, trăng lên cao tô đẹp màu hoa lá. Chiến tranh 20 năm dài, người lính hầu như không ngủ. 20 năm có tới mấy ngàn ngày để anh đi từ sáng tinh mơ, chân dẫm ướt ngọn sương mai trên cỏ. 20 năm có tới mấy ngàn đêm bóng anh mịt mờ trong núi rừng lạnh giá. 20 năm anh vẫn nghe tiếng đại bác vang trời không ngừng nghỉ.
tiếng mưa bơm đang réo bên mình, tiếng xe tăng nghiền nát đường quê hương. 20 năm, anh đã đem sinh mạng của mình đặt trên đường bay của bom đạn, đã đem hy vọng cuộc đời đặt trên khẩu súng thân quen, hay đã đem tình yêu và nỗi nhớ đặt trên đầu điếu thuốc. 20 năm chiến tranh, có bao ngày anh được ngủ yên trên chiếc giường ngay ngắn? Có bao đêm anh mơ được trọn giấc ngủ bình yên, mơ trở về bên mái ấm, thân yêu, có mẹ già và những người em yêu dấu, hay anh vẫn phải sống thân quen với đời gian khổ và làm bạn với gian nguy? Và có gì đau đớn hơn khi người chiến sĩ trở về quê hương, tưởng rằng sẽ gặp lại mẹ già, gặp lại người em gái, gặp lại những người thân yêu, nhưng không còn ai nữa, tất cả đã ra đi. Và bây giờ mời các bạn thưởng thức tiếng hát của chị Rosa Phạm từ Sài Gòn trong một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Đường Xưa Lối Cũ. Đường xưa lối cũ có bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có anh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu dù lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều liễu nắng bóng em đi áo nâu in đường trang. Đường xưa lối cũ thương nhớ nhớ đến tôi đang khăm đi tìm con. Khi tôi về bồi hồi trong nắng thường gặp người em hân hoan đứng đón anh về, nào ngờ người em xa ngang khi xuân chưa tàn, con đò nào đưa em tôi đi bao xa vắng. Khi tôi về thường gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về, nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không lời biết lý cuối cùng trước khi phân kỳ. Chành lòng tưởng nhớ nhớ phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tưởng nhớ mong rằng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Chành lòng tưởng nhớ nhớ phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng. Xưa con đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Các bạn thân mến, người lính chiến đầu đội súng và vai mang ba lô lội qua những vũng sình lầy nước ngang tầm ngực, anh đã đi qua những địa danh xa lạ như La Trang, Comtum, Pleymer, vân vân, nơi giơ bàn tay cũng không thấy được bàn tay, hay anh truy lùng quân địch ở bờ sông Thạch Hãn lừng lững sương mai, ở Phá Tam Giang sóng vỗ kêu gào, hay ở cổ thành xứ Huế mù sương, dài dọc xuống miền Nam với rừng tràm, rừng đước đến đồng Tháp Mười, anh đã nghe mũi vo ve như sáo thổi. Anh đã đến những nơi mà anh không tưởng. Anh đi diệt địch và anh đã ngã xuống địa danh chẳng quen dấu chân anh. Người lính nằm xuống ở miền Nam xanh tươi ngọn mà, ở những vùng trầm xe rét miền Trung, hay ở miền Đông xác thân thối rữa, từ ấp Bắc, Đồng Xoài, Bình Giã cho tới Tống Lê Chân, An Lộc, Bình Long. Người lính đã căng trọng tấm bon sô để che kín bầu trời miền Nam được yên ấm tự do,
nói gót tiền nhân, mỗi người lính đã đem máu tươi của mình tưới cho thắm tươi hoa lá ruộng đồng, đã đem xương thịt khổ nạn của mình cắm trong nẻo đường quê hương muôn ngã, để cho chính nghĩa quốc gia tự do được tồn tại, để cho người dân quốc gia được sống no ấm ở hậu phương. Nhưng ước mơ đơn giản đó đôi khi cũng không trở thành sự thật, vì ngay chính người thân yêu ở hậu phương cũng đã ngã xuống vì bom đạn của chiến tranh. Nhạc sĩ Dũng Chinh đã dựa theo ý thơ của nhà thơ Hữu Loan viết lên một ca khúc thật buồn qua tiếng hát của anh Nguyễn Nhật Tân từ Sài Gòn, với tựa đề Những Đồi Hoa Sim. Những đồi hoa sim ôi, những đồi hoa sim tím chiều hoang biệt biệt. Vào chuyện ngày xưa, nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc bùi mây. Lúc sông pha ngoài trận tuyến, ai hẹn được ngày về, rồi một chiều mây bay từ nơi chiến trường Đông Bắc đó lần ghé về thăm sớm hoàng hôn tắt sâu đồ. Những chiều hành quân ôi, những chiều hành quân tím chiều hoang biệt biệt. Một chiều rừng mưa được tin em gái mất, chiếc thuyền như vỡ đôi. Phút cuối không nghe được em nói, không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ, để không chết người cháy khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì. Ôi ngày trở lại, nhìn đồi xiêm mây vắng người em thơ. Ôi đồi xiêm tím chạy xa tiết lan dần theo bóng tối. Xưa xưa nói gì bên em, một người đi chưa về mà đành lỡ ước tơ duyên. Nói gì cho mấy gió, một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hề. Tìm cả chiều hoang này, tìm cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng. Từ dạo hợp hôn, nàng không may áo cưới thoáng buồn. Các bạn thân mến, trong khi những người lính phải xông pha ngoài mặt trận khói lửa, thì ở hậu phương, những người vợ lính, những người phụ nữ là những người giữ gìn và xây dựng xã hội hậu phương một cách thầm lặng trong mọi lĩnh vực như sản xuất, y tế, giáo dục, v.v. Họ là những người phụ nữ bình dị với tấm áo vải nội hóa rẻ tiền, với đôi guốc vông kẹo kẹt, đóng vai vừa là người mẹ vừa là người cha nuôi con nhỏ dại. Đó là những người đàn bà tất tả ngược xuôi, lăn lộn thăm chồng ở các trung tâm huấn luyện hay ở những nơi tiền đồn xa xôi, với vài ổ bánh mì làm quà gặp mặt. Họ là những người âm thầm và lặng lẽ chịu đựng và hy sinh để chồng luôn an tâm chống giữ ngoài trận tuyến với đối phương. Hạnh phúc của họ mong manh và nhỏ bé, bất chợt như tình cờ, có thể ở một hộp son nhỏ bé mà người lính mang về để tặng vợ, có thể là một chiếc nón bài thơ, hay chút tình cờ ở một buổi tối người lính chợt ghé nhà thăm vợ. Hạnh phúc ở trong chén trà thơm uống vội, hay ở lúc nhìn đứa con bé nhỏ chào đời tháng trước. Người vợ lính cũng là những người hàng đêm thức muộn để lắng tai nghe tiếng đại bác thâu đêm, rồi định hướng với lo âu trằn trọc. Đó là những người đàn bà sau mỗi lần đơn vị chồng đụng trần, đi thăm chồng giấu giếm mảnh khăn xô.
Trong nỗi chịu đựng hy sinh âm thầm và kỳ vĩ, họ vẫn sống và luôn gắng vượt qua để cho người chồng an tâm cầm súng, để anh, người lính chiến vẫn đi và vẫn sống, vẫn chiến đấu oai hùng giữa muôn ngàn thù địch. Tôi đưa người đi bước chân hoa mộng vào đời, một chiều nhẹ mưa mây thành ngũ buồn giăng lối, pháo vương trên đường dài, mắt em xanh màu trời, hết rồi ngày mai ơi. Khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay, có mấy ai ngờ chiều nay là đây, gánh buồm theo lái những kỷ niệm buông trôi, nói chi lần cuối. Hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dạ hành, tuổi đời vừa xinh như nụ hoa nở thêm cánh, đã phân ly một lần, tiễn anh thêm một lần, áo đẹp màu chính nhiên. Tôi anh đôi bạn đường ta dịu nhau, anh đi tôi ở mình vui được sao, tiễn người yêu trước đến giờ bạn theo sau, gãy thêm đầy trời mây. Tâm tư khi duyên không tròn, tim nào thấy lối đi hôm nay hứa hẹn tràn đầy, thế mà đời mình chỉ như bóng mây. Trong tương lai là cơn gió trôi, đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vọng nào nề, ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ, lúc môi không còn mềm, giấc mơ không nẻo tìm, bóng ngã chiều hoàng tim. Nghe hơi sương lạnh chỉ e trời mưa, tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ, kiếp mình là bến tiến đoàn tàu trong đêm. Bến hoang. Vừa rồi là tiếng hát của chị Hạt Sương Khuya từ Pháp Quốc, trong một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh và Hoài Linh với tựa đề Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi. Các bạn thân mến, trong quân đội của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa có nhiều thể loại quân chủng khác nhau, và mỗi binh chủng đều có nhiệm vụ riêng để chiến đấu bảo vệ đất nước. Thí dụ như binh chủng biệt cách dù, binh chủng hải quân, không quân, thủy quân lục chiến, binh chủng pháo binh chủng thiết giáp, địa phương quân, vân vân. Và dù ở binh chủng nào, người lính chiến miền Nam cũng rất oai phong, anh hùng, chống quân thù một cách quyết liệt cho tới hơi thở cuối cùng. Bây giờ chúng ta thưởng thức một ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh viết về người lính không quân tung hoành trên bầu trời chiến đấu nhưng vẫn không quên hình ảnh người em nhỏ ở hậu phương, qua tiếng hát của anh Thu Hoài Nguyễn từ Mỹ Quốc. Anh biết chiều nay em anh buồn lắm, đã hẹn nhưng chẳng thấy bóng anh sang. Khi nắng công trường xuống
kéo lại bao nhiêu nhớ thương khi đường bay chờ anh tung cánh sắt. Đây áo bay màu xanh, xanh như tình ái, cắt lại khăn ấm chính em đang. Khi gió quay cuồng sau cánh bay, con tàu thét gầm cho tim ngất ngây, phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên. Ngả nghiêng cánh chim con tàu sẽ rời, rời xa thành phố rồi. Mây răng thật thấp, mây đan lụa trắng, mây pha màu nắng. Vượt cao vút cao, mây trôi kết thành một vùng tuyết trắng ngần. Tuyết ơi xin nhuộm trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương. Khi nắng chiều đi không gian trơn tối, xóa nhòa vùng tuyết trắng mênh mông. Anh ước sao tình mình như tuyết trinh, cho dù chúng mình không gian cách chia, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Các bạn thân mến, 20 năm chiến tranh điêu tàn, hàng trăm ngàn người lính đã để lại một phần thân thể của mình, hay cũng có thể họ đã hy sinh luôn cả mạng sống của mình trên quê hương điêu tàn tan tóc, để mong cho chúng ta có được một bầu trời tự do để hít thở, để có được một khoảng không gian đi đứng tự do, để cho tuổi thơ của chúng ta có được những ngày tháng tung tăng vui bước cắp sách đến trường, và để mong cho bàn tay của những người thiếu nữ không chạm bùn nhơ, cho tuổi thanh xuân không phải vùi chôn ở những nơi u tối đỏ đây, để mong cho những bà mẹ già không phải còng lưng sống trong đói khổ và mơ ước chỉ một miếng trầu xanh. Tiếp tục chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức đôi song ca từ Canada và Úc Châu qua tiếng hát của chị Nắng Thủy Tinh và Mờ Mờ, trong một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Kim Bản, Mưa Đêm Ngoại Ô, để chúng ta cùng nhau nhớ lại ít nhiều những kỷ niệm đã đi qua. Trời đã khuya rồi đây, trăng trên chiếc xuyên ánh qua mình. Trời đã khuya rồi đây, mưa trên sớm xa anh đu thành. Đường ngoài kia không xuân sao, không đẹp vì đèn mông. Ôi đường dài hun hút với đêm thâu, bước chân ai qua mâu dưới mưa nghe nao nao lẫn tiếng còi tàu thẹt lâu. Nằm giữa đêm ngoại ô, nghe mưa rơi trên khóm tre xa, mời anh qua
Nếu chúng ta chỉ nhắc tới chiến công lẫy lừng hay sự hy sinh của người lính chiến nơi tuyến đầu thì quả thật đó vẫn là một sự thiếu sót. Sở dĩ người lính an tâm xông pha trong lửa đạn được mà không hề nao núng để ghi những chiến công là vì phía sau lưng anh luôn có hình ảnh của những người mẹ già, những cô em gái, những người thân yêu nơi hậu phương luôn theo dõi bước chân anh. Dù không trực tiếp cầm súng chiến đấu như người lính, nhưng những người ở hậu phương cũng chung tay góp sức và hy sinh thật nhiều, ngay cả niềm hạnh phúc đơn giản của mình để mong cho miền Nam được an bình, tự do, hạnh phúc. Sau đây là ca khúc Chuyện tình người đan áo của nhạc sĩ Trường Sa với sự trình bày của Minh Trí. Có người con gái đông về đàn áo ấm xa xa trường. Ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng xẻ bỗng chia đôi áo đan chưa rồi, lỡ mưa đông về giá lạnh người đi. Mỗi mùa đông đến đem từng cơn gió rét run vai gầy, nhớ ai âm thầm gươm đầy nhung nhớ viết lên thành thơ. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu sâu, tặng người yêu lành giá đêm thâu. Đã thương nhau rồi, mấy ai không ngồi đàn mộng từng đơn. Mùa đông ai đem áo gửi đi, mùa đông ai đang ước lời mặn nồng. Lúc chiều chiều về có đôi để mưa gió về đừng lạnh lùng, để em trong bao ngày xa cách đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông. Cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi, lá rơi mấy mùa là mấy đông em chờ. Nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm xa xa trường. Áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp. Các bạn thân mến, với thời gian hạn chế mà đề tài để nói về người lính chiến miền Nam thì quá nhiều. Do vậy, Minh Trí và anh Minh Châu không thể nào gửi gắm hết được những điều mình muốn nói. Chỉ tóm tắt rằng, Việt Nam Cộng Hòa thì chỉ tồn tại trong vài chục năm, nhưng sau khoảng hơn 40 năm, nó vẫn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Bằng chứng là các thế hệ trẻ tiếp nối vẫn thích và ca hát những bản nhạc của thời gian đó, đặc biệt là những bài hát về lính. Và để kết thúc chương trình, cũng là để tỏ lòng cảm ơn những thế hệ đi trước, những người lính miền Nam đã một thời cầm súng giữ gìn quê hương và hy sinh cho mảnh đất, cho dân tộc này. Bây giờ mời các bạn thưởng thức một bản hợp ca với tựa đề Cảm ơn anh của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Cảm ơn nôi và tiếng hát đầu đời, cảm ơn mưa và nắng gió quê tôi, cảm ơn cha đã cho con hạt bụi vò tròn trong bụng mẹ cún cùi. Cảm ơn anh kịp
giữa thù hằn. Thắp đôi vai gồng gánh nỗi điều linh, bóng vinh quang lấp sâu trong huyệt lặng, hay vùi đau thầm lặng giữa thanh bình. Đến sự máu đề linh, một đời anh nghe chưa an thân sau nỗi nhục linh, chờ cuộc sống bao dung, chờ mặt đơn hoàng ca, chờ đêm mai nao nao đồng đô đa. Người nằm yên bao lâu quên trong sương khói quanh hiu, người về mang thương đau chưa nghe ai nhắc tuổi tên. Trong tôi cảm ơn anh, người chiến sĩ vô danh. Nghìn lời hát không vơi tình anh quân. Trong tôi cảm ơn anh, người chiến sĩ. Minh Châu xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi hết chương trình này và cảm ơn em Minh Trí. Minh Trí xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi suốt cả chương trình này và mong gặp lại các bạn trong một chủ đề khác kế tiếp.